đội U23 Việt Nam đang chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Myanmar. Tuy vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không hài lòng và ông sẵn sàng chỉ rõ điểm yếu của các cầu thủ cho mình quản lý. Khi U23 Myanmar không sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc mà chuyển sang đá ba trung vệ, tôi và ban huấn luyện đã tính trước. Và ở trận trước, U23 Philippines cũng phòng ngự số đông, và thực tế là Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ cầu thủ hiểu chiến thuật, nhưng trong phối hợp chúng ta vẫn có nhiều sai số. Các cầu thủ vẫn chuyền sai rất nhiều tình huống không đáng có. Nhưng đó là kinh nghiệm để họ trưởng thành hơn. Trận tới tôi chưa biết U23 Timor-Leste sẽ đá thế nào, nhưng tôi luôn chuẩn bị phương án để đối phó với mọi kịch bản. Sau trận đầu ra quân với chiến thắng giòn giả 3-0 trước Indonesia, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước những đội bóng chơi phòng ngự số đông. Điều này khiến Việt Nam chậm nhịp khi bị Philippines cầm hòa không đều. Và vào tối ngày 13 tháng 5, đội cũng đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar. Thực tế, U23 Việt Nam đã thắng 1-0, nhưng không chỉ trong hiệp 1 mà cả sang hiệp 2 đội vẫn đá chưa tốt. Lý do thì nhiều, cơ bản vẫn là chuyền bóng không tốt, di chuyển không nhịp nhàng và kết nối với nhau không hiệu quả. Khi cần bình tĩnh xử lý thì các cầu thủ lại tỏ ra vội vàng. Chính sự nóng vội này đã tạo ra nhiều sai số. Cả hai trận vừa qua, U23 Việt Nam chưa đá tốt và tôi không hài lòng về điều này. Trận cuối cùng của vòng bảng, Việt Nam gặp đối thủ yếu Timor-Leste vào 19 giờ Chủ nhật 15 tháng 5. Thắng trận này, Việt Nam sẽ đứng nhất bảng A và gặp đội nhì bảng B ở bán kết.